Chào mừng các bạn đã quay trở lại với top 5 loại kỳ. Hãy cùng đến với top 5 của ngày hôm nay. Dươi. Nhìn chung, dươi là món ăn bổ dưỡng. Chính vì thế nên nhìn chung nó cũng là món ăn gây ra căn bệnh viêm màng dưới cấp tính. Nhưng tại sao dươi là một món ăn kinh dị? Đơn giản là vì hình thù nửa rết nửa run của dươi. Nhiều bạn nhìn đã sợ, nói gì là ăn. Cũng cần lưu ý thêm là ăn dươi cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm độc và mắc một cơn sốt bệnh đường ruột mà kinh dị nhất là chê tiểu. Chú ý, nếu bạn là trẻ con, tính như trẻ con, phụ nữ đang mang thai, vừa mang thai xong hay chuẩn bị mang thai thì cũng không nên ăn món này. Thịt chuột. Khác với dươi, thịt chuột là một món ăn mà ngay khi vừa nghe tên nó đã gợi ra ngay nét kinh dị, đặc biệt là với đa phần các bạn nữ hoặc các bạn nam lưỡi yếu đào tơ như mình. Hãy thử tưởng tượng bạn ra đồng hoặc rình trong phao bếp bồ gạo hay rình ở đâu kệ bạn, miễn sao là bạn bắt được chuột. Mặt lông, mổ bụng, cắt khúc, chiên, xào, hấp luộc, dưới ý, thế là bạn đã có ngay một đĩa thịt chuột cho riêng mình, nghĩ đến mà dùng mình. Đùa thôi, chứ thịt chuột không chỉ biết đơn giản như vậy. Nó là cả một quá trình công phu. Và giống như bao món đặc sản khác, những cụ chuột cũng chả rẻ chút nào. Xin nói thêm là thịt chuột là đặc sản và cũng là món khoái khẩu của người dân Canh Nậu, Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội. Đuông dừa. Dành cho bạn nào chưa biết thì đuông dừa là ấu trùng dạng sâu của bọ kiến dương, thường làm tổ trong ngọn cây dừa. Chúng ăn rất ngon và là đặc sản độc đáo có một không hai những xứ dừa đồng bằng sông Cửu Long. Mình chỉ có gì mà kinh dị, vớ vẩn bãi. Chờ chút, mình cứ chơi các em đuông dừa mà. Chứ nói đi. Món ăn phổ biến nhất được chế biến từ đuông dừa là đuông dừa trong nước mắm ăn sống. Còn đuông còn ngọ nguậy đặt trong nước mắm ớt cay, cứ thế gắp bỏ vào miệng, bạn sẽ cảm nhận được mùi vị béo bùi mà nhiều người nói giống y như là vỏ trứng gà tan dần trong khoang miệng. Và cũng xin lưu ý thêm là một con đuông dừa có giá từ 50 đến 70k. Chẳng dễ chịu một chút nào. Và cũng không hề dễ dàng cho người mới ăn khi cầm một con sâu béo ngậy còn ngú quẩy cho vào mồm nghe sụp sụp. Mà khi bạn làm vỡ cái bịch béo ngậy kia ra, ai mà biết sẽ có gì phun ra từ trong đó. Tiết canh. Đặt món này ở vị trí thứ hai, rất có thể mình sẽ bị ném đá. Tuy nhiên, sứ mệnh của mình là đưa ra những món ăn kinh dị. Nếu món nào chưa đủ kinh dị, mình sẽ lại bảo nó thực sự kinh dị. Trên thực tế, có rất nhiều loại tiết canh, nhưng phổ biến hơn cả là tiết canh lợn và vịt. Hãm tiết canh là một công việc phức tạp, cần kinh nghiệm, và nếu muốn, mình sẽ phải dành cả một video để nói riêng về phương pháp này. Điểm kinh dị trong món tiết canh chính là tiết, tức máu của những con vật được dùng làm tiết canh. Và tất nhiên là máu sống. Nói cho đúng thì ăn tiết canh cũng chính là ăn canh máu. Nghe thật giống những tên đồ tể ở bộ phim kinh dị. Bên cạnh đó, ăn tiết canh cũng rất nguy hiểm. Nó có thể khiến bạn nhiễm vi khuẩn lên cổ lợn hoặc H5N1 nếu như bạn ăn tiết canh gà, vịt. Nguy hiểm nhất phải kể đến đó là bạn có nguy cơ bị truy sát bởi một tên sát thủ đến từ Trung Quốc. Tào Tháo. Nậm pịa. Xin nói luôn, đây là một món đặc sản của người Tây Bắc. Pịa là một món ăn đặc trưng của người Sơn La, có thể dùng làm nước chấm và cũng có thể dùng trực tiếp như một loại canh, có tác dụng giải rượu rất tốt. Nguyên liệu chính là tiết đông, đuôi, dạ dày, cuống tim, ruột non của bò hoặc dê được nấu sền sệt. Theo cách hiểu khác thì nậm pịa chính là món non của con dê ăn kèm với ngũ tạng đã đun kỹ, có mùi không hề dễ ngửi và vị không hề dễ ăn. Hiển nhiên rồi mà, làm sao mà dễ ngửi với dễ ăn được. Biết cái gì mà biết, thì nó chứ không phải cái gì đâu mà biết. Nếu được một lần lên Sơn La, hãy thử món đậm pịa. Hãy vừa ăn vừa tưởng tượng đến mùi vị, màu sắc và hình dạng của nguyên liệu làm nên món ăn này. Rán cá, bạn sẽ có một trải nghiệm không thể nào quên. Trên đây là danh sách 5 món ăn kinh dị nhất Việt Nam. Hãy cho mình biết liệu bạn có dám thử món nào trong số 5 món trên. Nhớ thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem các video tiếp theo của channel của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.